hướng dẫn chức năng quên mật khẩu trên member. Để thực hiện chức năng quên mật khẩu, khách hàng cần truy cập vào website fpt.vn/member, đăng nhập bằng số hợp đồng và mật khẩu. Khách hàng đăng nhập không đúng mật khẩu sẽ xuất hiện thông báo mật khẩu không trùng khớp. Quý khách chọn vào đường dẫn quên mật khẩu. Có hai cách để thiết lập lại mật khẩu: dùng số hợp đồng hoặc số điện thoại chính chủ. Thao tác sau đây dùng chức năng thiết lập lại mật khẩu qua số điện thoại. Chọn tab số điện thoại, sau đó điền số điện thoại chính chủ và tích chọn tôi không phải là người máy, sau đó nhấn kiểm tra. Màn hình tiếp theo xuất hiện tất cả các số hợp đồng mà số điện thoại này đã đăng ký chính chủ. Khách hàng chọn vào hợp đồng muốn thiết lập lại mật khẩu, sau đó nhấn tiếp tục. Trường hợp khách hàng nhấn vào không phải thông tin của tôi sẽ xuất hiện thông báo hướng dẫn khách hàng đến quầy giao dịch để được hỗ trợ. Khách hàng chọn hình thức gửi mã xác nhận qua số điện thoại, sau đó nhấn tiếp tục. Màn hình thông báo đã gửi mã xác nhận về số điện thoại, nhấn đồng ý. Khách hàng kiểm tra tin nhắn và nhập mã xác nhận, sau đó nhập 2 lần mật khẩu mới và nhấn nút lưu. Hệ thống hiển thị thông báo thay đổi mật khẩu thành công, sau đó tự chuyển về màn hình đăng nhập. Khách hàng đăng nhập bằng số hợp đồng và mật khẩu mới để truy cập. Ngoài ra, khách hàng có thể dùng chức năng thiết lập lại mật khẩu bằng số hợp đồng. Khách hàng chọn vào đường dẫn quên mật khẩu. Chọn tab số hợp đồng, sau đó điền số hợp đồng cần thiết lập lại mật khẩu và tích chọn tôi không phải là người máy, sau đó nhấn kiểm tra. Xuất hiện màn hình lựa chọn hình thức gửi mã xác nhận qua số điện thoại hoặc email đăng ký. Khách hàng chọn hình thức gửi mã xác nhận qua email, sau đó nhấn tiếp tục. Màn hình hiển thị thông báo đã gửi mã xác nhận via email, nhấn đồng ý. Khách hàng kiểm tra email với nội dung FPT Telecom quên mật khẩu, sau đó nhập mã xác nhận được gửi trong mail và nhập 2 lần mật khẩu mới, nhấn lưu. Hệ thống hiển thị thông báo thay đổi mật khẩu thành công, sau đó tự động chuyển về màn hình đăng nhập. Khách hàng đăng nhập bằng số hợp đồng và mật khẩu mới để truy cập.